bồ xuống bồ. Lúc kêu ông già vợ, lúc kêu bồ, kỳ á. Từ thôi. Kéo ra chứ bạn. Uống nước đá hay là nước suối? Xin chào quý vị đến với kênh Thanh Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa có mặt tại phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Cưa ở trong chùa Minh Đức. Ba của Hoa tiếp tục cưa cây sao tập 2. Do nhiều chi tiết ba của Hoa treo dây nên Hoa cũng xin phép chia ra làm nhiều phần để chia sẻ kinh nghiệm cho những lớp trẻ sau này. Clip cũng hơi dài, mong quý vị thông cảm cho Hoa nha. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cường sao lúc kêu anh Sang bằng bằng ông già vợ, lúc kêu bằng bộ Cường kỳ á. lúc vui là kêu bồ, lúc giận giận là kêu ông già vợ cho bớt giận. Ba của Hoa gùng một nhánh nó như vậy là đã hoàn thành rồi đó, bây giờ qua nhánh tiếp theo. Ba của Hoa cột cái nhánh khô mà không hay, nhìn khuất tầm nhìn quá không thấy. Thấy ngay mặt ta nè, che nước tự treo dây luôn. Nãy giờ Hoa mất bận đi xin cho nhà cái bên không có bắt nhạc nữa để cho Hoa quay tiếng có máy cưa cho nó hay hơn là tiếng nhạc. Ba của Hoa đã cột hai cái nhánh này. Cái nhánh này và gieo qua nhà hết nhà người ta luôn. Tập trung lên trên. Đây cái mái nhà nè. Lên Hiền ơi. Bỏ lên. Đưa đây nè. Gối lộn luôn. Hoa xin phép tắt máy để phụ giúp với mấy anh ở phía bên dưới. Này cắt bớt nhánh này, hai nhánh xuông xuông đã cũng đã xuống an toàn. Ba của Hoa tề cái mặt của cái thân cây à, chắc có lẽ là sẽ đôn tới đó thôi.
mì, thử mì. Lâu lâu tôi thử mì thôi, tôi thử mì thôi. Nên phần bột đọt lớn, ba của Hoa cưa mở miệng nữa. Hồi nó tấp vào cái thân chính không? Quá trời, sao nó rụng ra. Từ từ bà ơi, rửa đi. Trương, Trương, rửa đi, rửa đi. Lúc này đang Cường đang vui, anh Sang đang vui nên kêu bằng bồ nè. Bà của Hoa cưa trống nguyên phần đọt lớn. Cùng có cái tàn phía bên nhà người ta đó mà. Còn bên đây thì quá nhiều nhánh luôn. Mới làm được có một bên của cái tàn. Chưa được một bên, có 1/3 tàn. Anh Sang trốn rồi, núp rồi. Cái nhánh nó quật vào trong thân cây không à. Ây da. Liền la hết hồn chân. Cái nhánh này nó vướng lại, nó dài quá nó vướng lại. Nó không có đu qua khỏi cái nhánh được. Lắm. Nặng lắm, coi vậy chứ nặng dữ lắm. Nhấn khô trên, nhấn nhỏ trên. Sang
sau này nó giữ nước nhiều quá mau lớn. Nhánh này ngay chỗ cái không gian đi xuống phía dưới á, nên bà con họ phải trèo cái dây xích phía ngoài này cho nó đu ra ngay cái cầu tạm. An ơi, coi né chỗ đó nghe ngu. Bạn anh Giang xả dây cho ba em ra, xả hơi thôi, xả hơi anh Sang Vĩnh chịu đó. À, lúc nãy thì Hoa cũng đã có qua xin nhà bên kia tắt nhạc rồi, nhưng mà ở xung quanh đây nhiều nhà bắt nữa nên Hoa xin phép tắt tiếng máy cưa và lòng ghép nhạc của YouTube lên để khỏi bị dính bản quyền. À, mong quý vị thông cảm bỏ qua cho Hoa nha. Mình cho nó chấm cái phần đọt xuống cái bồn bồn nước xong rồi mới xả dây từ từ xuống để cho nó không có di chuyển nhiều. Ủa cắt mà nó tét rồi kìa. Thôi gọi điện thoại ổng, nhưng bà vợ bà bán má, nhưng bà vợ mới nói lại dạ dạ rồi không biết sao bà vợ nó nói. Ba tát bốn tát. Ôi.
Mới viết cho Điềm Sang ơi. Còn quá nhịp luôn kìa. Qua chứ. Đổ cái máy rồi ta. Máy ngăn ở dưới đây luôn hay gì vậy? Không có. Đây nè. Đổ. Mấy cụ con đứng chạy lên. Chạy lên chạy lên thang. Có hơn hẹn. Đi mấy đó lại lên đây đi. Cái gì nữa? Mấy cha, mấy cha nó không lên tới nhà rồi. Đi được đó. Không có đi mẹ nó dễ là được ơi. Đường nào không lên được đâu. Đường nào ta. Đi đường vòng dễ dễ hả? Đúng rồi, mẹ. Không ơi.
chứ nào. Ôi nhánh nó không cắt nữa hả bà? Không cắt nữa. Bên kia thì mới cắt gùng hơn. Rồi mấy nhánh chệt. Nhìn để nhìn gì cho mát. Để vậy hồi mấy nhánh chệt khó xuống dưới. Trời ơi là trời xíu nữa. Cá bòi hết luôn. Cá bòi, cá bòi. Xuống lên. Xuống đi anh chút nữa. Xuống lên. Cá trời ơi. Dây lặn đi xuống. Vũ lên nhánh trên mới xuống nữa. Rồi dính đi. Kêu anh Hèn dính nữa. Cái nhánh ở phía dưới này thì bà cô Hoa sẽ chừa lại để cho mát phần bên chùa. Còn mấy nhánh ở phía bên đây thì gieo qua nhà kế bên đó nên sợ tét nhánh gãy phiền phức. Nên bà cô Hoa đôn sát vào. Điện thoại mà. Góp điện thoại cái bẹp đi. Nên cả đi dùng thoại đây nghe dùm cho à. Mày không? Bạp tao tổng chơi anh trai. Dạ bồi cho lớn rồi nè. Quýnh dần. Đang nghe điện thoại. Đặt chơi. Đặt chơi. Điện không? Dạ dạ kìa. Dạ 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 lớn hả? Dạ lớn luôn hả? Ghê hả? Dạ nhà là dạ bé. Dạ nhỏ rồi nhà. Trời 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 trời. Cháy nhà rồi. Dạ nhỏ được cưng hơn phải không? Gần ngay cái ống thối nè nên nó đen thui à.
ba của Hoa leo xuống phía dưới không ạ? À, chút nữa ba của Hoa có phát biểu thì cũng hơi ồn một chút, tại vì ở đây có tiếng nhạc cao kê từ nhiều phía lắm. Đi đường xa đến đây nữa rồi mệt, thứ hai nữa ăn tương nó hơi sốt ruột. Dạ, nó không có độ đạm nhiều. Kiến chắc bụng hả ba? Kiến chắc bụng. Kiến chắc bao tử á. Anh Thang hay nói vậy đó. Cái bộ đai này hả, cái bộ dây treo này ba cảm nhận như thế nào? Cái này nó giữ an toàn cho mình, nhưng mà nó lên nó dướng dấp đó, nó mất thời gian dữ lắm luôn. Dạ. Rồi, đây nếu mà ví dụ mình làm bình thường á là nó lẹ lắm, còn mình làm mà nếu cây mà nó nhánh nhiều như vậy là sử dụng này hơi lâu. Còn nhánh mà nó nhỏ nhỏ mà mình lên mình treo trên cái mình đi tuôn xuống từ 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 là cái này nó hay. Dạ. Tại vì cái gì nó cũng có ưu điểm và nhược điểm. Nhưng mà dùng cái cây mà cái nhánh nó đều như cái thông á, mình lên trên cái mình đu dây nó nhả từ từ xuống, cắt giống như cái thao của cái dầu của lần ở mà bên Tây Ninh á. Dạ. Là làm thì nó còn. Dạ. Thao mình nhánh nó dài ra quá. Trời cao quá thì giờ mình đi á nó phải lên cái dưới mà nhắm trên nhắm này kia nó cũng nguy hiểm đó. Dạ. Yeah. Lâu à. Thì đi cơ ứng biến cái gì cũng cái nào cũng có hay của nó như nha. Rồi đâu mình có anh Hàng đứng trong nạnh lên thấy quay mặt không nữa, thấy quay lên là quay chỗ khác. Trời ơi, xuống mình đây rồi trời ơi, theo kiểu truyền thống. Ba của Hòa dịnh xe dây phía dưới. Nãy giờ ngồi chết buồn ngủ anh Trang. Chậm quá mà. Chậm chậm quá. Ba của Hòa đến đây cũng trễ rồi. Chỉ cưa được vài nhánh thôi. Và cũng đã đói bụng rồi nữa. Bây giờ cũng chiều rồi. Cũng cắt được hơi khá khá nhánh rồi. Thôi cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngon. Lên chứ. Ở trong chùa này có máy chẻ củi nè, những lóng củi ở trong đây. Này sợ nó búng ra nên thầy thấy cái chân đè lại. Vì thầy sử dụng cái máy ấy củi như thế này để cho nấu đồ ăn cho những bệnh viện gần đây, làm nấu cơm từ thiện. Ôi, ngon, nó kêu. Quá dữ. Quá dữ vậy, cái này không chạy nào chứ. Được. Không chạy ai chứ. Hay củi này phải cắt lại. Củi khoảng 5 tấc, 5 tấc rưỡi là được, 6 tấc thì dư. Cái này cắt này nó nè. 6 tấc dư. Dạ, cắt lại hết. Mấy cái này phải cắt lại hết. Mấy chú này dọn trên này ra. Dạ. Dọn để củi mới vào trong mấy mấy củi này xài trước. Dạ. Mà đó thì cắt kia là 10 năm 10 mười mấy năm mà xài chưa hết á. Dạ. Ủa có con quy nè. Dạ. 10 năm mười mấy năm mà chưa hết. Con quy với con rùa sen. Quy với rùa sen. Ủa sao ba nhìn mà ba biết? Rùa sen nó có cái nó có khí dưới này mình dọn nha. Hồ đẹp quá. Có mấy con hình như mấy con quy bả nó bự. Cái này là cái càng đước.
Như con nghe nói là ba đo cái mai rùa mai quy là ba biết bao nhiêu ký không? Phụ ơi, đẩy củi vào trong kho nè. Chiếc xe nó trượt rồi. Bỏ xuống đi chú ơi. Bỏ chân xuống, bỏ chân xuống. Hả? Bỏ chân xuống. Rồi. Rồi. Cái này vậy, phải chất ở ngoài đây vậy. Chịu khó đi ra cho nó dễ. Ừ. Đây là cái khổ xe hẹp. Này không có lên được đâu. Bảo đẩy kia lên chi vậy? Nói nhớ cái lời gì vậy? Ba con hoa đo thử nè. Này con. Cái này tụi con vừa mới đo. Con càng nước không đo được hả? Càng nước. Còn đâu còn cái không? Cái là cái bụng nó no nè. Đây còn con nhật không? Cá luôn. Cá hơi nhiều. Con đực thì đó ở dưới bụng nó có cái vòng tròn khuyết vô. Quá trời nhiều luôn. Bỏ ra uống vô cho nó ăn. Con này khác nữa. Rùa sen phải không bà? Rùa này nhiều loại rùa lắm. Này không biết được. Cái rùa. Nè, à, đó đó. Nó bị hủng vô trong. Được đó là nó hủng ngay bụng. Khi mà nó có giống á là nó cởi lên lưng vậy đó. Đây lại đây rồi đang dâng lên. Đây là cây lâm vồ. Có cái tượng Phật. Phật Di Lặc. Cây lâm vồ nó quay phim. Hoa trên. Mày cũng lâu lâu quá cho chị. Dạ, cũng chùa nó cũng ngủ lâu lâu quá. Dạ. Có được quy. Thằng ba cô Hoa đi tham quan vòng vòng thử để xem tổng cộng là bao nhiêu cây. Là quá nhiều cây luôn, cần phải mé nhánh bớt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nữa, chiếc nữa, dám nữa, nó.